Ngoài ra ở đây tôi còn test thử cho mọi người về cái độ sắc nét của cái bộ cam này trong khung giờ là chẳng hạn như là tối đêm. Đây bạn có thể nhìn thấy cam trước, cam sau này nét như ban ngày nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy ra ngoài xe để quay một vòng quanh xe cho mọi người thấy xung quanh như nào nhé. Đó, đây là xung quanh xe này. Đấy cái đuôi xe ấy, mọi người nhìn thấy này. Còn đây này, cái phần đầu xe này. Nó đây chúng ta lại vào xem trong xe này. Đây, cam trong xe này vẫn nét như ban ngày luôn. Cái khả năng quan sát của cái bộ cam này cực kỳ tốt bất kể trong điều kiện thời tiết nào. Đấy mọi người nhìn một vòng đấy, xung quanh xe tối om luôn nhưng mà cam vẫn nét, nét căng cả trước lẫn sau luôn.